Hey, hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình sẽ đi câu cá lăng nha cả nhà. Thì câu cá lăng thì nói chung là không có đi xa, đi vòng vòng nhà vậy đó. Thì hôm nay mình ông gài lo câu cá kết quá các bạn ơi. Thì hôm nay mình đi câu cá lăng một bữa như thế nào nha. Cả nhà nhớ chờ đón xem nha cả nhà. Thì mình câu cá lăng thì cũng giống như thường lệ đấy nha cả nhà. Thì, một lon, một cần như vậy đó. Nó dính tùm lum luôn. Để mình sạn xong cái mình câu cái mình cho cả nhà xem nha. Quá dính ra một nồi rồi. Rớt hết trơn luôn rồi. Buồn nhéo thì ta. Đi luôn đi. Giờ lấy cái màn ý lại nha các bạn. Để dính màn ý này. Thì em gài lo mò đi câu cá kết nha các bạn. Thì hôm nay mình đi câu cá lăng một bữa. Rồi cá lăng thì làm từ ruột cá nha cả nhà. Đây. Đây là một cá lăng của mình nè. Đó, tại sáng nó sệt nha các bạn. Sệt. Tại mình cũng mới lấy nè. Đó, thì anh em nào có cần thì cứ liên hệ qua cái này cho em nha. Hoặc là vô kênh TikTok Tâm 67 Vlog. Là em đó. Thì em cũng chỉ có một kênh đó thôi, với một cái kênh phụ là Tâm Nguyễn. Thì cũng mới tạo rồi các bạn ơi. Với anh em nào có nhu cầu á thì cứ liên hệ trực tiếp hoặc là qua đường link em có để dưới phần mô tả nha cả nhà. Thì hôm nay mình đi câu cá lăng đây. Câu thử như thế nào nha cả nhà. Thì mình câu một lon này với thêm một cần nữa nha cả nhà. Thì đã mình chuẩn bị xong cái mình thả xuống cho cái nhà xem nha. Cái nhà nhớ xem kênh và đăng ký ủng hộ mình nha cái nhà. Lên hàng các bạn ơi. Ấy da, con đầu tiên nha. Con đầu tiên. Để căng coi. Kẹt giò chay. Để mình móc một lon dây chì nặng xuống nữa nha các bạn. Thả xuống nữa như thế nào đây. Có nghĩa là có lý. Này chì nhẹ không để xuống thả luôn. Này chắc có được mà. Chưa tới đất nữa trời. Có cái gì ghĩa này. Ghĩa hoại. Tụm nha. Rồi nó nằm vết trong rồi các bạn ơi. Câu cách vậy đó mà nó không ra ăn. Nằm im. Đúng rồi. Rồi mình cuốn cái càng thả vô trong nữa coi. Ngoài cái nó ăn
bự luôn, nữ luôn. Các bạn nó không ăn các bạn ạ. Mình đá vô cái mày. Đấy nè, ăn đi. Cái đất kia chạy. Lướt hả? Thả xuống là bữa liền, chưa kịp gặp quái luôn nha các bạn. Nhĩ câu mới đã. Thả xuống là nẻ luôn vậy đó hả? Má gì chứ? Kiếm một con cho bá nái nữa coi. 8 cái cần này vô coi. Chắc có vô quá các bạn. Ôi dạ, cái lăng bự nha, lăng bự nha, bự nha, lăng bự nha. Im nha, im nha. Vô đó đi nào. Trời ơi, dính cục dây theo luôn, bởi vì hàng chi nặng cái ghê. Tưởng nó cá bự dữ lắm. Dây dự theo không biết nữa. Rồi. Sao mà ngộ ta? Sao mà hay làm khó nhau hoài vậy ta? Tại của cục chị thừa lư luôn. Mới quá được cục chị luôn, lợi cục chị luôn. Lợi được cục chị luôn. Thấy nó đung đung chì lắm, dừng dây lại. Thank you.
mà làm đứa câu đứt gốc hoài. Cứ rút nó chạy cái nó ghé tận 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 nó ghét quay. Dạ. Cái bị lớn mà chạy dữ luôn. Nếu cứ vẫn. Lên. À. Ột 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 chứ. À, xong. Hết bỏ luôn bây giờ. Bỏ luôn. Cá này bị lớn chạy dưới chạy bị già rồi con có lông bự nha. Chạy ghê không cái gì mà nó ghê gút gút kịch 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 cái xác thì chạy giận dữ lắm rồi nha hoài mặt tôi. Hoài luôn. Nút luôn. Tới hộp o luôn. Chạy hả? Ôi bộ vậy. Chạy đi.
Ui, dữ quá cũng chết à. Không dữ quá cũng chết à. Đi về nha cả nhà. Mình tắt lên cho cả nhà xem nào. Đó. Hiện nay câu vòng vòng bên nhà đó thì cũng được nhiêu nha cả nhà. Rất là ok cái nhà này. Mình tát hay mình chạy bằng cá nha cái nhà. Chúng ta là 3 kg nữa nè. Cá thành tạm nhiều. Xem kênh thì đăng ký ủng hộ mình nha cả nhà. Thì được nhiều nha các bạn. Cá bự có, nhỏ có, hôm nay được cá trọng trọng nhiều. Giờ mình chuẩn bị về nha cả nhà. Cả nhà nhớ xem kênh thì đăng ký ủng hộ mình nha cả nhà. Thì cả nhà có cần gì đó thì cứ để cho mình cái bình luận nha cả nhà. Có cần gì đó thì cứ liên hệ trực tiếp hoặc alo cho mình nha. Mình biết mình sẽ chỉ hết cho các bạn.
Còn vấn đề mồi màng gì đó thì cứ alo cho mình nha. Còn cách câu kéo như thế nào đó thì cứ alo cho mình. Ví dụ như các bạn chưa biết và chưa rành thì em biết nhiêu em chỉ nhiêu nha. Giờ về cả nhà. Rất là ok nha cả nhà. Dạ cả nhà ơi, cả nhà nhớ xem kênh và đăng ký ủng hộ mình nha cả nhà.